Chiều hôm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Bình tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đại tá Lê Quang Vũ, chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đến dự. Trong 12 năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 124 và đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong công tác giáo dục chính trị. Cùng với đó, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, duy trì đầy đủ chất lượng chế độ tập huấn bồi dưỡng cán bộ chính trị thông qua hội thao, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, thi báo cáo viên giỏi. Quân số tham gia học tập chính trị hàng năm đạt 100%. Công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng luôn được coi trọng và tiến hành hiệu quả. Thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện, nâng cao bản lĩnh và tinh thần cách mạng, đảm bảo cho lực lượng vũ trang huyện luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.